đây gửi lời chào tới anh em nhé. Trong clip này em giới thiệu anh em về một đôi loa bass 25 cực kỳ gấu mèo luôn, rất gấu, bass đáy cực căng luôn. Đây là cái bát của loa từ 190 côn 76 đấy, rất gấu luôn. Con này hở cả khe này để tỏa nhiệt này, nhìn này. Đồng điếc cái thứ của nó rất là chất anh em ạ, xương sắt các thứ chất lử luôn. Một đôi loa đến từ thương hiệu Italia rất sâu. Con này là con chép neo nhá. Cái này thì do kiểu là ẩm mốc nên nó oxy hóa và cái này nhưng nó không ảnh hưởng, quan trọng là nó rất còn đẹp. Đấy. Chép neo luôn. Đấy. Mà cái họng của nó này anh em nhìn này, nhìn rất là gấu luôn, mà kim loại luôn, mà gang luôn, cực kỳ bền. Con này thì phải nói là cực kỳ bền luôn. Đấy. Quá chất lượng cho một đôi bass 25. Đấy, loa 30 nhiều đôi không ăn được con này đâu. Con này anh em phải có đẩy khoảng 800 watt đánh nó mới hay, bao khỏe luôn. Gân của nó này, anh em nhìn này, gân của nó này, gân cao su nhá, đây, gân cao su này, bao êm, tiếng bạt đánh thả rất sướng luôn. Đấy. Và đây là một dòng loa đều dài, bát khỏe, đấy, hát ấm, đấy, cực kỳ ấm luôn. Màng nó là phủ keo toàn bộ này nhá, đấy, nên lúc nào cũng có độ bám bám. Đây là một trong những cái dòng loa em về được 2 lần. Đấy, một lần là 7 đôi này, một lần là 9 đôi. Tiếng của này quá là phê luôn. Rất là đẹp. Gân cao su. Đấy, kiếm cái loại gân cao su này khá là hiếm trên thị trường nhé. Đấy. Từ nó lại bắt 25 từ gấu, từ 190 con 76 rất nặng. Đấy. Đấy, bát thì rất là hầm hố luôn. To đại bát luôn. Đấy, đây là phân tần của em nó. Phân tần của nó thì cũng gớm không kém luôn. Anh em nhìn bông này. Đấy, tản nhiệt cho chở này. Ok nhá. Quá chất luôn. Cuộn cảm hai cuộn to đại bác luôn, đại bác tổ sư luôn, to đùng. Đấy, một cuộn hai cuộn to đùng luôn này nhá. Đấy, quay này anh em nhìn nó không được rõ rồi. Đấy. Không hình dung được cái độ to của nó, nhìn rất to. Đấy, con này thì bao to luôn cho anh em. Rất gấu. Đấy, nhìn thích luôn. Bông con này là thông hơi phía trước nha anh em nhé. Đấy, nó thông hơi phía trước này. Đấy, rất là đẹp. Đấy, về giá bán của con này thì em Thanh bán với giá là 9.500.000 một đôi. Anh em mua theo bộ thì sẽ có giá tốt hơn. Còn, anh em muốn lẻ bán 9.500.000 một đôi, bao hay cho anh em, tiếng đánh cực kỳ lực. Đấy, nhiều anh em mà không gian nó hẹp ấy, không gian chỗ kê loa thứ nó không được rộng rãi, anh em nghiên cứu đôi bát 25 này anh em chơi. Đấy, nó nhỏ thôi nhưng mà đánh gấu, công suất RMS của nó lên tới 400 W. Đây, em sẽ cho anh em xem cái phần sau của loài. Đấy, con này thùng cân đối đẹp. Đấy, ốc áng đầy đủ không thiếu một tí gì. Đấy, ốc ngang này thiếu em bổ sung rồi nhá. Anh em nhìn này, trở kháng 8 ohm này, rating của nó đã là 400 W. Made in Italia,
Nhưng con loa này em nhập từ Trung Quốc về nhá. Thương hiệu nó thương hiệu của Ý. Đấy. Còn mình nhập từ Trung Quốc về đâu. Đấy, thùng nó rất đẹp. Cân đối có cả bát ốc này. Đấy, bát ốc đủ hết rồi. Thùng rất là gọn. Thùng thông hơi trước. Thùng gỗ. Đúng ván ép 7 lớp. Bao đẹp cho anh em. Giá bán là 9.500.000 bao ship toàn quốc. Con loa này thì rất nhiều anh em đã chơi và cũng có những cái phản hồi là khá tích cực về đôi loa này. Một đôi loa sáng tiếng mà bát đánh rất là hay. Ở trong bát 25 thì em nghĩ đây là con loa mà tiếng đánh phê nhất từ trước giờ em đã gặp. Đấy, cấu hình rất gấu. Rồi thì clip này cũng chỉ làm cơ bản này thôi. Đấy, để anh em cảm nhận về chi tiết ruột gan. Con này thì em sẽ làm thêm clip với súp và bộ đẩy cho bác khách Hải Phòng. Đấy, anh em có nhu cầu lắp đặt chủ động liên hệ với em Thanh nhé. Đây em đang chọn cho bác một đôi đẹp ở đây rồi. Xin chào, hẹn gặp lại các bác nhé.